Kinh bạch sư Hạnh Tuệ, sư Tuệ Tường, con là cư sĩ tại gia, thỉnh thoảng chỉ bớt chút thời gian, vân vân, rồi để cúng dường, để đi cúng dường và tập phát chư tăng, con không có thời gian để nhập các khóa thiền, con cứ đi là con trai của con lại ốm đau, rồi vợ lại thúc giục quay về, đó, rồi ở dưới bắt đầu than là ngày trôi qua. Thấy là nuôi dưỡng cái tấm thân ái dục này nhiều, đó, tham đắm trong ái dục này nhiều, luân hồi mãi. Rồi cho con hỏi là một người cư sĩ giữ giới tu thiền làm phước như thế nào là tốt nhất? Rồi thì xin thưa là thời Phật ấy, người cư sĩ cũng không có bắt buộc phải tu thiền, cái đó không bắt buộc. Nhưng mà mình tu thiền thì mình được cái phước nó lớn lao. Nó giống như là có vàng, đâu có ai bắt mình đi lượm đâu, mà mình muốn giàu thì mình xuống mình lượm cục vàng đó thôi, đơn giản như vậy. Hoặc là có một cái công ăn việc làm mà có thu nhập cao, công việc ổn định, lành mạnh, không có vi phạm pháp luật, công việc cũng không có nặng nề, nhưng mà cái người chủ họ trả cái lương cao, thì không ai bắt quý vị đăng ký hết trơn đó nha. Sư nhắc lại là không ai bắt mình đăng ký hết trơn, không ai bắt mình chen chân vô hết. Cái chuyện mình chen vô là do cái mình ý thức được là nó lợi cho mình. Cho nên cái chuyện hành thiền thì thời Đức Phật cũng vậy, không có bắt buộc cư sĩ phải hành thiền. Còn cái chuyện mà quý vị nói cứ đi thiền, muốn đi tham gia khóa thiền là con trai ốm đau rồi vợ thúc giục về, thì mình có khi sự nói thiệt phải xem lại. Có đôi khi chúng ta là quyến thuộc, nhưng có khi chúng ta chỉ đơn giản là quả báo, cái nghiệp báo. Thì nếu có thể thì cứ để mình để dành một cục tiền đó. Bây giờ mình cứ coi mỗi lần con bệnh thì tốn bao nhiêu tiền, mình cứ để dành gấp đôi nha. Rồi trước khi đi á thì dặn vợ mình, còn không là dặn thằng bạn mình đó. Thí dụ như là tao đi tu gì đó, tao đi tu thiền mà con vợ tao mà con mà nó có sốt thì mày mày lo mày giúp mày đưa nó đưa thằng đứa con nó đi nha, đưa đứa con nó đi đi khám bệnh giùm, lo giùm. Mà nếu như thằng bạn nó lo giùm con vợ mình luôn là khỏe nữa nha, lúc đó là mình đi tu luôn đó. Nó coi như là một công đôi ba chuyện đó, đại loại như vậy. Còn nếu mà quý vị còn yêu thích cái hai cái cục nợ đó thì quý vị cứ giao tiền cho bà vợ, mà sư tin là quý vị có đưa gấp 10 lần bà cũng kêu mình về ha. Thì nhưng mà nếu như mà được thì mình nên chuẩn bị mình thủ sẵn như thế ha. Còn cái chuyện mà giữ giới tu thiền làm phước như thế nào là tốt nhất thì làm ơn xem lại những cái video Phật pháp căn bản, sư có nói nhiều về bố thí rồi ha. Bố thí có trí tuệ, mình có cơ hội nào thì mình cứ bố thí nha. Rồi giữ giới thì mình nhất quyết mình giữ giới, có chết mình cũng giữ giới, thì như vậy quý vị mới thoát được nha, thoát được. Chứ còn không thôi là quý vị không thoát được. Cái cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng hiện tại là giữ giới, dù có phải vì nguyên nhân tánh mạng, không có một cách nào chứ. Bố thí thì cũng được á, nhưng mà cái cách tốt nhất là phải giữ giới. Còn cái chuyện tu thiền thì xin thưa là phải có thầy nha, phải có thầy dạy. Nó không đơn giản là một vị thầy đâu. Bởi vì khi sư tổ chức khóa thiền sư biết mà, nó còn có một cái không khí nữa. Cái không khí, cái bối cảnh nó cũng rất là quan trọng, chứ không đơn giản chỉ là một ông thầy, không đơn giản chỉ là một lời dạy. Cho nên cái chuyện tu thiền thì chừng nào mà quý vị kiếm được một là quý vị gửi cục tiền đó cho bà vợ để bà lo, lỡ đứa con có sốt có bệnh thì lo giùm. Hai là đưa gửi cho thằng bạn để nó lo giùm thằng con của mình, lo thằng con thôi ha. Đó rồi, đó là cái lời khuyên của sư.
Cách làm tốt nhất nha, cách làm tốt nhất là giữ giới dù cho có vì nguyên nhân tánh mạng. À, không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái tốt nhất để Đức hành tại nó cũng khá thú vị, nó cũng thấy thì đấy cũng cũng hay á, cũng hay đó. Còn riêng bản thân sư thì đối với sư thì ở đây thì cái vị này nói một cái điểm mà nãy Đức hành tại có thêm vô là đúng, nghe là thêm rất là đúng, nhưng mà ở đây là vị cư sĩ nó thiếu nè, có nghĩa là đúng ra phải nói gì nè, cho con hỏi một người cư sĩ giữ giới tu thiền thì đúng ra phải thêm nữa là một, cho con hỏi một người cư sĩ bố thí, thưa vị đừng bao giờ xem thường thường bố thí. Tại bố thí lúc nào trong các chi pháp mà Đức Phật dạy, bố thí đa phần bố thí đều là cái đầu tiên như vậy. Tại sao? Tại vì cái đặc tính á, của bố thí á, là nó ly tham. Mà tập đế là gì thưa vị? Tập đế là nguyên nhân của khổ á, là gì? Đó chính là do tham. Là nói về diệu pháp đó, đó là tâm sở tham thưa vị. Đó. Cho nên tại sao bố thí nó quan trọng, nó sự thẳng nè, nó quan trọng cực kỳ là như vậy đó. Tối quan trọng là như vậy đó. Đó. Cho nên ở đây là mình phải thêm vô, thêm là một người cư sĩ bố thí trì giới tu thiền thì làm phước này nào tốt nhất. Nếu mà nó tốt nhất á, là làm 13 la mi thưa quý vị. 13 la mi tốt nhất, tại vì 13 đặc tính 13 la mi gì là cái sự hoàn hảo, đưa đến sự giác ngộ. Tốt nhất là 3 la mi thôi, tại vì hướng đến sự giác ngộ mà. Đúng không? 3 la mi là gọi là hoàn hảo. Đó. Còn ngoài ra nếu mà nó tốt nhất nữa là còn cái nữa. Đó là gì? Đó là thất thánh sản. Không? Hay còn gọi là bảy cái thánh tài, là bảy cái tài sản cao quý hay là cái tài sản bậc thánh. Thì khi mà mình huân tập bảy cái tài sản này nè, đó là cũng hướng mình đến cái sự giải thoát giác ngộ, là cũng quan trọng nhất luôn. Không? Giống như là thứ nhất là gì? Tính tài là sao? Là đức tin là tài sản cao quý, lòng tịnh tính là tam bảo. Cái thứ hai là giới tài, là giới hạnh là tài sản cao quý, sự ngăn ngừa điều ác cho thân khẩu. Và thứ ba là tàm tài, là lòng tàm là tài sản cao quý, sự hổ thẹn đối với điều ác bất thiện pháp. Cái thứ tư là gì? Là quý tài, hoặc gọi là úy đó, một là có thể gọi là quý hoặc là úy cũng được, đúng không? Là lòng quý là tài sản cao quý, sự ghê sợ đối với điều ác bất thiện pháp. Thứ năm là văn tài, là sao? Là sự đa văn là tài sản cao quý, tức là nghe nhiều học rộng Phật pháp. Thứ sáu là thí tài, là xả thí là tài sản cao quý, tức là sự dứt bỏ lòng bổn sản, ưa thích bố thí với hai bàn tay rộng mở. Thì cái thí tài quý vị phải hiểu nghe, thí tài này nè, khi mà nói thí tài tức là bố thí lúc nào phải đi tâm hợp chí, tại hướng đến cái sự giác ngộ thôi. Cái gì mà hướng đến sự giác ngộ là phải đi tâm hợp chí, nếu mà không đi tâm hợp chí là không thể nào là phước hữu lậu thôi, không thể nào phước vô lậu được đó. Cho nên cái thí tài quan trọng quý vị phải nhớ rõ nè. Cái thứ bảy cuối cùng là gì? Đó là tuệ tài, nghĩa là trí tuệ là tài sản cao quý, trí hiểu điều lợi ích, hiểu nhân quả, hiểu điều thiện ác, hiểu bản chất danh sắc chánh kiến. Thì bảy cái pháp này là bảy tài sản cao quý nè, thù thắng hơn tài sản vật chất, và đặc biệt đó là không bị cướp đoạt, không bị hư hoại. Mặt khác thánh tài này làm cho tâm an lạc và cũng tạo được tài sản về vật chất. Người nào có bảy thánh tài này được gọi mới đúng nghĩa nha, mới gọi là người giàu có. Đúng nghĩa là người giàu có, nghĩa là đúng nghĩa giàu có trong tinh thần mà là Phật dạy. Cho nên trước khi kết thúc cái câu trả lời này, thì sư muốn tóm gọn lần nữa là một người cư sĩ phải lưu tâm đến ba cái việc, đó là bố thí, giữ giới và tu thiền. Chứ đừng ở đây đừng có nghĩ là có thể là thiếu, suy nghĩ là có thể là thiếu, là chỉ nói là đề cập đến giữ giới tu thiền không thôi, đúng không? Còn tốt nhất theo đúng tinh thần Tam Tạng kinh điển Pali, chú giải chính thống là Phật dạy, đó là huân làm tròn đủ cho sư, đầy đủ không gián đoạn như sư, 13 la mi và cái thất thánh sản là bảy cái thánh tài đó mà sư đều đề cập đó. Dạ, cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Dạ vâng, cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã bổ sung cho quý vị thấy là chúng ta còn cần phải giàu sang theo đúng tinh thần chánh pháp. Đó là gì? Đó là có được thất thánh sản.
Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.